Đây là hình nền của trò chơi. Và đây rồi, trò chơi đã lên. Không, chương trình của chúng ta đã bắt đầu phát sóng. Các em và các bạn hãy chú ý lắng nghe và theo dõi nha. Đấy rồi, vào nào. Đây rồi, chú gấu đang loát. Xem nào. Yeah, màn hình đã lên và chúng ta cùng bắt đầu. Nhân vật đầu tiên của chúng ta đó là một chú tắc kè hoa. Và chú tắc kè hoa này sẽ lên sóng như thế nào? Chúng ta hãy cùng xem nào. Lizard. Wow. Các em có thường hay nhìn thấy tắc kè hoa ở xung quanh nhà của mình không? Anh thì rất hay nhìn thấy. Tại vì xung quanh nhà của anh có rất là nhiều cây cối nên thường hay nhìn thấy mấy chú tắc kè hoa như thế này. Để xem nào, chú tắc kè hoa này có gì đặc biệt nào? Wow, chú này hơi tối nha các em nhỉ. Thôi cho nó sáng sáng lên xem nào. Để phóng to chú tắc kè hoa này lên xem. Chú tắc kè hoa này rất là nhanh. Bàn chân trên cái lưng của chú có một dãy những cái gai nhỏ nhỏ nhé. Những cái gai này sẽ không làm người ta đau đâu, nó chỉ là cái gai nhỏ thôi. Chắc là để hù dọa kẻ thù đó mà. Chú này đang lè lưỡi à. Cái lưỡi của chú này rất dài nha các em. Lưỡi này dùng để bắt mồi. Chú này đang đứng ở một khoảng cách khá xa nhưng có thể bắt được những con mồi như là con bướm, con chuồn chuồn, con cào cào gì đó. Cái lưỡi chú này rất dính và bắt mồi rất tốt. Đâu để xem chú này có gì đặc biệt trên người. Chú này là đặc biệt ở chỗ là có thể đổi màu rất đẹp đó em ơi. Nếu mà chú này sống trong một môi trường như thế nào thì chú có thể đổi màu như vậy. Anh đã từng thấy rồi. Ví dụ như là chú đang đứng ở trong một cái hoa màu vàng thì người của chú sẽ đổi thành màu vàng. Còn nếu mà chú tắc kè hoa này mà đang bám trên một cái thân cây thì cái người của chú sẽ đổi thành màu của thân cây. Bởi vậy người ta mới gọi là tắc kè hoa. Nào thử chạm vào chú này xem chú này có gì đặc biệt nào. Chạm vào. Ôi trời ơi, sao không thể hiện được chiêu đổi màu thế nhờ. Chỉ có bước lên một bước rồi quay cái đầu thế là xong à. Sao ít vậy. Đấy thấy chưa, không kêu. Chú này không có phát ra tiếng. Chú này không có phát ra âm thanh, không có phát ra tiếng kêu luôn. Để xem. Đây là tiếng Anh của chú tắc kè hoa, Lisa. Lizard. Chú tắc kè hoa này thì anh cũng mới chỉ học thôi nên anh không biết phát âm thế nào nên là phát âm hơi bị sai một tí. Để xem nào, chú tắc kè hoa ơi, chú có thể chào mọi người để chú đi xuống sân khấu nhường chỗ cho bạn khác được không? Được chứ. Vậy thì chú chào mọi người đi. Chào nào. Đó thấy chưa, chú vừa mới chào mọi người xong đó. Rồi chú tắc kè hoa đi xuống sân khấu nào. Đấy. Tiếp theo là một nhân vật vô cùng to lớn và khổng lồ đó nha các em. Em có biết đây là ai không? Đây là một chú khủng long khổng lồ đó nhá. Đây chú khủng long thôi. Dinosaur. Wow, chú khủng long thật là to lớn. Và chú đang bước đi rất là nhanh. Wow, nhìn cái chân của chú khủng long kìa. Người ta thường gọi con khủng long này là gì thế nhỉ? Khủng long bạo chúa. Đây, nhìn cái đầu này. Nhìn cái đầu của chú khủng long rất là to. Để xem nào. Hai cái chân trước. Hai cái chi trước của chú khủng long này rất là nhỏ. Giống như là chú khủng long này không bao giờ xài tới. Nên là nó teo nhỏ lại còn chút xíu à. Chắc là nhỏ bằng cái đuôi á. Nhỏ hơn cái đuôi luôn. Còn hai cái chân sau thì chắc là để đỡ nguyên một cái người khổng lồ. Nên là hai cái chân to hai cái chân sau phải thật là bự. Hai cái chân sau này. Thấy chú khủng long này bự mà chạy nhanh không? Chạy quá nhanh luôn. Để xem chú khủng long này đang chạy đi đâu. Cái này giống như là ở trong phim siêu nhân này. Chạy qua bên nào cái là cái đầu lắc qua bên đó. Rất là hùng hổ. Rất là dữ tợn.
chú khủng long này có thể ăn thịt bất cứ thứ gì và tàn phá bất cứ thứ gì nếu chú thấy. Nhưng mà rất may chúng ta là chú khủng long này đã bị tuyệt chủng rồi, nên chúng ta sẽ không thấy được ở ngoài thật mà chỉ có thể thấy được trên phim ảnh hoặc là bộ đồ chơi 3D như thế này mà thôi. Để xem chạm vào chú khủng long thì chú khủng long sẽ như thế nào nhé. Chúng ta cùng chạm vào thử xem nào. Chạm vào này. Đấy, chú khủng long gầm ghê chưa? Tuyệt vời. Đâu, gầm lại xem nào. 1, 2, 3. Đấy, thấy chưa? Chú khủng long gầm ghê không? Đâu, chú khủng long gầm lại xem nào. Đấy, thấy chưa? Phóng to chú khủng long lên nè. Đấy, phóng to lên. Phóng to lên này. Đấy, thấy chưa? Đấy, phóng to chú khủng long lên rồi. Để xem chú khủng long gầm như thế nào nào. Giống như là trong phim siêu nhân khủng long mà lúc sắp biến hình nhé. À, con khủng long nó gầm lên khủng khiếp. Đây. To quá. Đấy, chú khủng long gầm hoài luôn. Chú khủng long rất là to lớn. Tên tiếng Anh của chú khủng long là gì? Dinosaur. Lại nào. Dinosaur. Đó, các em nghe rõ chưa? Lại nào. Dinosaur. Lại một lần nữa nào. Dinosaur. Dinosaur. Đây là tên của chú khủng long. Tên của chú khủng long bằng tiếng Anh nhé, dịch qua tiếng Việt là khủng long. Xin chào tạm biệt chú khủng long. Hẹn gặp lại chú khủng long vào những video lần sau. Và tiếp theo chúng ta sẽ gặp một nhân vật rất là to lớn và khổng lồ, nhưng tất nhiên là không thể bằng được chú khủng long rồi. Đó là gì nào? Ai? Đó là một chú voi. Các em có nhớ bài chú voi con ở bản đồ không? Elephant. Wow, đây không phải là một chú voi con mà là một chú voi. Voi không con. Voi này Elephant. Voi này hơi cao tuổi. Voi này là voi trung niên. Cái vỏ, cái ngà nó dài như thế này là chắc chắn không thể là voi con được rồi. Để xem chú voi này có gì đặc biệt nào. Đâu, phóng to lên coi cho dễ nè. Wow, chú voi ơi, chú voi đi chậm như thế này thì đi kiếm ăn làm sao được. Người ta đã ăn hết rồi chú mới tới à. Cái ngà rất là dài nha. Cái ngà, tức là cái ngà là bộ phận quý hiếm nhất, là bộ phận đáng giá nhất trên người của chú voi rồi. Và các em ơi, voi thuộc loài động vật là sắp bị tuyệt chủng rồi nha, nên các em phải bảo vệ chú voi. Nếu nhìn thấy chú voi nào mà bị thương thì nhớ phải bảo vệ nó hoặc là cứu nó đấy nha. Đừng có để cho người ta săn bắt con voi nữa. Wow, chú voi này nhìn hiền từ nha. Ô, chú voi đi đâu rồi? Sao chú voi cứ mất hình thế nha? À, chú voi vừa mới rống kìa. Có phải gọi là rống không nhỉ? Đâu, xem chú voi kêu lại một lần nữa nào. À, mất hình chú voi rồi. Phải thu nhỏ chú voi lại để mà coi. Nào, 1, 2, 3. Chạm vào. Đấy, chú voi kìa. Chú voi rống ghê không? Thôi, nói chuyện. Thôi, chúng ta cùng phát âm tiếng Anh nào. Elephant. Đây là chúng ta đang học tiếng Anh về chú voi nhé. Elephant. Anh đọc tiếng Anh hơi bị kỳ. Thôi, các em đọc theo người ta nhé. Đây. Elephant. Elephant. Xin chào chú voi. Hẹn gặp lại chú voi trong một clip gần nhất. Xin chào và hẹn gặp lại. Chú voi ơi, đi nhanh nhanh lên để cho người khác còn lên sân khấu nữa. Nhân vật kế tiếp của chúng ta đó là một chú hà mã. Có phải là hà mã không nhỉ? Đúng rồi, hà mã đấy. Hippo. Chú hà mã này tiếng Anh là hippo. Xem nào. Hippo. Nghe cái tên này chú, nghe cái tên của chú này khá là dễ thương. Để xem. Hippo, hippo. Đấy, người ta vừa mới phát âm xong nha. Đâu, lại nào. Hippo. Đấy, người ta đọc á. Hippo. Lại nào. Hippo. Lại.
Hippo. Đó, thấy chưa? Người ta đọc rất là chuẩn luôn. À, chú hà mã này đang làm gì đây? À, chú hà mã đang cười thì phải. Đâu, xem nào. À, chú hà mã này đang cười. Cả các em có thấy chú hà mã cười không? Phóng to lên nhé. Đấy, thấy chưa? Chú hà mã đang nhe răng cười kìa. Hippo. Tại sao lại như thế nhỉ? Chương trình hôm nay mất hình hơi bị nhiều đấy. Chú hà mã này lại có da màu vàng à. Vàng kim hay sao thế? Chú hà mã ơi, tại sao chú lại cười hoài vậy? À, để xem nào. Chú hà mã này có một cái thân xác rất là to, to lớn và nặng nề. Chú này mập như một con heo. Nếu mà che cái đầu này đi, che cái đầu này đi, chắc là người ta sẽ tưởng chú hà mã này là một con heo mất. Cái người rất là mập và chân rất là lùn. Chân cũng khá là to nhưng mà rất là lùn. À, cái đuôi của chú hà mã này cũng khá là ngắn. Rất là ngắn nha. À, để xem chú hà mã này có gì đặc biệt. Hippo. Chạm tay vào chú hà mã thử xem. À, chạm tay vào là chú hà mã cười. Rồi chú hà mã thích quá nên chú hà mã cười. Cười khà 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 lại nào. Đó, thấy chưa, chú hà mã này khoái cười nha. Đâu, chú hà mã cười lại lần nữa xem nào. Cười đi. Đó, thấy chưa, chú hà mã này cười từ đầu chương trình tới giờ. Chắc là được lên tivi nên là thích quá cười hoài. Đấy, thấy chưa, các em có thấy chú hà mã đang nhe miệng cười không? Đấy, thấy chưa, các em có thấy chú hà mã này đang cười không? Chú hà mã này đang cười đó. Bây giờ cho chú cười mạnh hơn phát nữa nào. Đó, thấy chưa, chú hà mã cười đó. Nghe mắc cười không? Thật là vui nhộn. Chú hà mã này dễ thương quá nha. Không hiền khô à, không có làm gì cả mà cũng cười hoài. À, và thôi, tạm biệt chú hà mã ở đây nhé. Chúng ta cùng gặp nhân vật tiếp theo nào. Nhân vật tiếp theo của chúng ta đó là một chú tê giác. Wow, chú tê giác này có cái sừng rất là dài này. Đâu, để xem chú tê giác này lên hình có đẹp không nhé. Rhino. Đây là một chú tê giác đang sống ở trong rừng và không biết chú đang đi đâu đây. Oh, lỡ chụp hình chú rồi. À, chú tê giác này, à, chú tê giác này có hai cái sừng rất là to ở trên mũi. Này, các em có thấy không? Chú tê giác này rất là to nhá, cái mình cũng rất là to luôn. Chú đang đi đâu thế không biết, chắc là đi kiếm ăn nó rồi. Hai cái sừng này thì rất là bự, hút vào cái gì một phát thôi là lụng luôn. Giống như là trong các bộ phim hoạt hình ấy, chú này hút vào một cái cây một phát là chú này nhổ luôn cái cây lên luôn, chứ không có cái vụ mà dính cái sừng ở trên cái cây đâu. À, đây, chú hà mã này rất là khỏe mạnh nha. Ồ, chú hà mã này cái tướng đi cũng khá là dễ thương nha. Cứ cúi cái đầu xuống. À, cái sừng này, cái sừng của chú hà mã này rất là nặng, cho nên là nó đè cái đầu của chú hà mã này xuống, nên lúc nào chú hà mã này cũng vừa đi vừa cúi cái đầu xuống, chứ không là nặng quá không chịu nổi. À, để xem chú hà mã này có gì đặc biệt. Chạm vào chú hà mã này thử xem nhé. Chạm vào nào. Ồ, sao chạm vào mà không có phản ứng gì hết vậy? Cái gì kỳ vậy? Chú hà mã ơi, phản ứng gì coi. À, chú hà mã phóng lên một phát xong kêu. Đó, à không, không phải là phóng mà là hút. Các em nhìn kỹ nhé. Đây này. Đó, thấy chưa, chú hà mã hút một phát một. Vừa hút vừa kêu, giống như là vừa ăn cướp vừa la làng vậy. À, các em có thích chú hà mã này thì hãy bình chọn cho chú hà mã này nhé. Nhớ like và subscribe kênh Kiss Smile để cùng xem thêm nhiều video hấp dẫn. Và chú hà mã xin chào tất cả các em. Chúc các em một buổi xem phim thật vui vẻ. Và đây là phát âm của chú hà mã. À không, đây là tiếng Anh chú hà mã. Đây là tiếng Anh dịch ra có nghĩa là hà mã. Rhino. 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 Rhino lần thứ 3 và đây cũng chính là lần cuối cùng. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những video lần sau.